Mọi người bây giờ là 3 giờ sáng. Thật sự mình rất đói. Mình đói lắm mọi người ạ. Cơm. Canh đây. Ở căn cửa của Chiến đây. Nhìn miếng khoai tây thèm thì chết. Chắc ăn được miếng này thôi nhỉ. Mọi người dòng cứ nói mà phải cực hình. Lúc mà mình ăn thì thấy BT cũng không biết, nhưng mà con người cũng tự trọng. Nói mình vừa ăn một miếng sườn mỡ, miếng rút mỡ, và hãy theo tôi đi tập. Đêm khi đói chúng cũng gầy. Vứt cà phê chưa hết đói. Uống nước mai mặt phì, nhưng còn hơn ăn tô cơm này. Cơm nguội. Ôi trời. Bánh này cũng được. Trái cây. Mùi ngọt lị này. Trà bông. Cơm nguội mà có trà bông thì còn gì bằng. Đập mồm. Đúng là được tự. Ba người phán. Tất cả tôi cũng không quên. Tôi nói ít mọi người. Cố lên. Nhịn. Trời ơi. Ôi giời ơi. Em làm gì nghe, tập gym. Thuyết có bị rơi không? Úi dồi ôi. Ông thầy BT chưa em tập, chưa cho em tập cái bài đó. Em hỏi ông thầy BT là bao giờ tập bài đó chứ ông ấy chưa trả lời. Nhưng mà chị thấy mày ngon không? Ngon hơn cái 20 ngày trước chưa? Nó vẫn còn một tí mỡ. Tuy nhiên cá nhân em thấy rằng sau 13 ngày em xuống được tương đây, vẫn còn tương đây mỡ thì vẫn là một sự nỗ lực. Xin cảm ơn thầy BT Trần Minh Hảo đã nói chung là cũng khổ sở vì em, rèn em từng tích phút giây, từng động tác để em có hôm nay. Ok thầy, thầy đừng nản chí, em cũng sẽ làm được thôi, cũng sẽ được đẹp như các học viên nữ của thầy. Yên tâm, yên tâm.